Ok, anh em nhìn thấy trên laptop trên bàn này khá là quen thuộc đúng không ạ? Vì mình đã sử dụng nó được khoảng tầm 1 tháng rồi. Rất là nhiều các video đã xuất hiện trên laptop này ở trên bàn ở đây. Nào thì video kênh chính này, nào video kênh quick này, review này, đọc spec này, vân vân và vân vân. Thì mình cảm thấy rằng chiếc laptop LG Gram phiên bản 16 inch này là một chiếc laptop cực kỳ hoàn hảo cho những mục đích sử dụng hàng ngày của các bạn. Đơn giản tại vì nó là một chiếc laptop cực kỳ là rất là ok luôn. Thế thì để tìm hiểu tại sao nó lại một laptop hay ho đến như thế, hãy cùng bắt đầu video này nhé. Thì đây, chiếc màn hình của nó là một chiếc màn hình 16 inch. Thì tất nhiên rồi, nó không phải là chiếc màn hình kiểu to ra về chiều rộng hay gì đâu, mà là thay vì là 16, 15 inch đúng không? Bình thường đúng không? 16 chiếc 9 đúng không? Thì LG đã kéo cao lên một chút để khiến cho nó thành một cái chiếc màn hình 16:10. Đấy, khoảng tầm 10% ấy khiến cho thành 16 inch em nhá, chứ không phải là to ra bình thường đâu. Cơ bản ấy nó có chiều rộng của một chiếc laptop 15 inch mà thôi. Thế thì cái 10% này để làm gì? 10% này dành cho những công việc như là đánh Word này, là văn bản này, về lướt web này, hay là về làm code này, vân vân và vân vân, chứ không phải là để gaming đâu anh em nhá. Vì ai lại mua chiếc laptop này để gaming đúng không? Thì chiếc màn hình này ấy, nó sẽ phục vụ cho những cái cơ bản như là Photoshop này, làm ảnh này, làm video này. Chúng ta sẽ có những thêm một chút dòng timeline, thêm một chút kích cỡ về gọi là cái template, cái base, cái thứ kiểu gì đấy, khiến cho ta cảm thấy thoải mái hơn khi mà sử dụng một chiếc màn hình trên chiếc laptop như thế này. Và tất nhiên với tiêu chí làm việc thì chiếc LG Gram chúng ta đây màn hình cũng cực kỳ là đẹp luôn, với độ phân giải là 2560 nhân với cả 1600 anh em nhé, tức là đấy 2K nhưng mà dài cao lên một tí, và độ phủ màu của nó cũng rất ok luôn, phủ đến 99% giải mục DCP3 cùng với cả một tấm nền chống chói 8 nit IPS, khiến cho anh em biết rồi đấy, LG người ta rất là nổi tiếng về IPS, khiến cho đây là một chiếc laptop với một cái màn hình gọi là hàng đầu trên thế giới rồi đấy. Mà bây giờ thực sự rất là khó để tìm một chiếc laptop có một cái màu nó tốt đến như thế, một cái độ phủ màu nó cao đến như thế trong tầm giá của nó. Mà đặc biệt là tại vì tầm giá của chiếc LG Gram ấy thường toàn là laptop gaming ấy, mà gaming thì họ sẽ được tư vấn đầu tư là ví dụ như là Full HD 300Hz này, hay là 2K 144, hay là 240Hz này, mà người ta sẽ không quá quan tâm về độ chuẩn màu chính xác của những cái màn hình như thế này. Và nhưng mà LG Gram với tiêu chí làm việc là đầu khiến cho nó là có một cái màn hình cực kỳ là đẹp luôn. Độ sáng của nó cũng rất là ok, 350 nit, dùng được thoải mái ở trong môi trường, trong văn phòng này, ngoài trời này. Tất nhiên nếu mà nắng chói quá ấy, thì cũng hơi khó dùng một chút, nhưng mà mình cảm thấy rằng là vẫn đủ để anh em nhìn thấy những thứ cần phải nhìn. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có đó chính là các cổng kết nối. Thì cổng kết nối em này sẽ có bên này này, chúng ta sẽ có là hai cổng USB A bình thường này, cộng thêm cả một đầu đọc micro SD. Tiếp theo này bên này chúng ta sẽ có đó chính là một đầu HDMI và hai đầu Thunderbolt 4 cộng với cả một đầu audio. Mình cảm thấy rằng số lượng cổng như này là quá đủ rồi cho một người bình thường. Thì cổng Thunderbolt này cả hai cổng đều hỗ trợ sạc, khiến cho anh em có thể cắm vào bất kỳ cổng nào mà không có lo lắng gì hết. HDMI sẽ giúp cho anh em có thể sử dụng bên ngoài, dùng màn hình ngoài mà không cần phải dùng hub, và hai đầu USB này thì giúp cho anh em có thể kết nối bất kỳ thiết bị nào mà không cần phải mua một hub rời. Cái cổng Thunderbolt 4 này ấy, thì nó sẽ giúp cho anh em ví dụ như là anh em nào đang có nhu cầu thêm thì mới cần dùng, còn không thì LG vẫn đang cho các option khác để anh có thể sử dụng thoải mái và không hề gặp một chút gọi là gập ghềnh nào trên con đường sử dụng của mình. Đấy, đấy là điều mà mình rất là thích trên chiếc laptop này. Nhưng một cái điểm đặc biệt trên chiếc laptop này nhá, đó chính là cái webcam của nó. Tất nhiên là anh em ở đây nhá, webcam nó cũng rất là bình thường thôi. Webcam nó cũng chỉ là một cái chất lượng cũng ok tạm ổn thôi. Nhưng cái quan trọng là cái Ear Blaster của nó, đồng thời với cả cái công nghệ của LG. Thì cái Ear Blaster ấy sẽ giúp anh em login bằng Windows Hello, tức là cảm biến khuôn mặt này nó mở phát lên luôn. Nhưng mà có một công nghệ nữa của LG, đó chính là LG Glance. Cái này thì cực kỳ là hay luôn. Đây anh có thể thấy đây nhá, LG Glance sẽ phục vụ có tổng cộng là 3 công cụ chính. Đầu tiên này, khi mà họp gọi là online ấy, thì LG Glance sẽ tự động bật. Khi đấy thì nó sẽ tắt mic dựa theo cái khoảng cách của bạn so với máy tính. Ví dụ chẳng như là mình ngồi nhìn ở đây đúng không, thì nó sẽ bật mic này, nó sẽ ok này, nó sẽ bật tiếng này, màn hình, màn hình các thứ ok này. Nhưng khi mà mình rời ra khỏi khung hình đấy thì nó sẽ mất tiếng đi, nó tắt tiếng đi. Nhiều nhỡ đâu ví dụ như mình đang làm việc khác, mình đang nói chuyện với người khác, thì LG sẽ tắt tiếng đi, giúp cho chúng ta có thể có một sự gọi là bảo mật được không, privacy. Đấy là thứ mà rất là nhiều người quan tâm ở trong thế kỷ thứ 21 này, và đặc biệt là năm 2022 này, khi mà quá là nhiều người bị leak thông tin, quá là nhiều người lộ video, quá nhiều người lộ thông tin mật các thứ kiểu. Và LG Glance sẽ giúp cho chúng ta có thể thực hiện được cái tác vụ bảo mật được thông tin của chính mình, bảo mật được khuôn mặt của chính mình tốt hơn khi mà chúng ta đọc trường hợp online anh em nhé. Và tất nhiên rồi, cái bảo mật đấy nó sẽ đi thêm một bước xa hơn nữa cơ. Tiếp thứ hai nhá, đó chính là khi mà bạn làm việc ở nhà hoặc là công ty ấy, đó là khi bạn đang làm việc ứng dụng nào đó ấy, khi mà chuyển cái mắt qua bên khác ấy, thì cái màn hình phụ sẽ cùng lúc kéo luôn cả app đi làm việc qua màn hình đó. Tức là ví dụ chẳng hạn như là mình đang có một chiếc màn hình bên này đúng không? Đây màn hình bên này này, thì mình chỉ cần
đánh mắt sang này phát, thế là những cái màn hình chính này nó sẽ kéo đi sang bên này. Ồ, hay chưa? Đấy, tính năng thứ ba đó chính là cái sự bảo mật mà mình nói. Nói chung là nếu mà anh em nhìn thế này đúng không? Anh em đang nhìn laptop này, đang dùng laptop này mà có ai đó nhìn vào, ai đó khác nhìn vào nhá, là nó sẽ bật lên, nó sẽ cảnh báo đây là nó sẽ đầu tiên nó là mở màn hình là một này. Thứ hai nó sẽ cảnh báo là à có thằng đang nhìn trộm thế, để khiến cho anh em biết rằng đấy, để biết được rằng là ai đang nhìn vào cái những gì mình đang làm việc trên này. Chúng ta mới chỉ 2022 thôi, cái công nghệ LG Glass này nó chưa gọi là đạt đến top 1 đâu, chưa gọi là hoàn thiện đến tối đa đâu. Bởi vì nhá, nếu mà bạn lạm dụng cái ứng dụng LG Glass thì quá nhiều ấy, mà bạn nhìn và bạn lợi dụng nó quá nhiều ấy, ví dụ bạn nhìn thấy nó xong bạn đi ra chỗ khác đấy, thì bạn tin rằng là ừ nó mờ, nhưng mà bất kỳ ai có thể vào đây và nhìn thẳng vào cái webcam này để chiếc LG này nó có thể nhận ra là ừ có người đang nhìn này, thế nên là họ sẽ cái laptop nó lại bình thường trở lại và họ có thể tắt cái tính năng LG Glass đi và truy cập vào laptop của anh em như bình thường. Đấy là cái điểm yếu của cái laptop này, điểm yếu của cái công nghệ LG Glass này. Vậy thì nói đủ về webcam rồi đúng không ạ? Những thứ khác thì sao? Chúng ta sẽ có một chiếc máy tính cực kỳ là nhẹ và sờ vô cùng là thoải mái luôn, với một cái cân nặng chỉ có 1,1 kg. Thực sự một chiếc laptop 16 inch mà nhẹ như này mình rất là bất ngờ. Thứ hai, các cạnh của nó đều được bo góc khiến cho việc mà bê ra bê vào cầm kiếc thứ kiểu rất là thoải mái và vô cùng là ok. Chất liệu của nó cũng sử dụng rất là sướng nữa, về kiểu thực sự là cái bề mặt chất liệu này mình cảm thấy rất là thích. Mức độ nào nó vẫn hơi có một chút flex nằm ở giữa này, tại vì tất nhiên rồi, chiếc laptop này đã phải hy sinh về chất lượng build để có thể đạt được cái cân nặng nhẹ nhàng như này mà. Về bàn phím thì mình cảm thấy cái trải nghiệm bấm của nó rất là ok nhá, kiểu rất là nảy này, bấm rất là sướng này, chắc chai kinh khủng khiếp luôn. Còn cái điểm nữa thì nó sẽ có là có đèn nền này, bấm thích này, bấm sướng này, touchpad cũng rất là to, rất là mượt mà, di chuyển cực kỳ là ok, cảm biến đa điểm thì cũng rất là sướng luôn, mặt kính nhưng mà thoải mái vô cùng. Mỗi tội là cái bàn phím này nó bị co co nhiều quá khiến cho mình cảm thấy không thích thôi. Còn nếu không ấy thì mình cũng thể đánh giá đây là một cái touchpad này cộng với cả một cái bàn phím điểm 8 điểm 10 đấy. Đấy. Và nếu mà nói về cấu hình thì chiếc laptop LG Gram này đúng không, phiên bản 16 này sẽ không hề thụt giảm một chút nào so với cả phiên bản 17, cũng sử dụng đồ chính là i7-1260p. Thì đây sẽ là một chiếc laptop có 12 nhân, nhưng không phải là 12600K hay 12700 hay 12700K đâu nhá, mà đây là chỉ một chiếc 4 nhân, có 4 nhân mạnh và 8 nhân yếu anh em nhá, chứ không phải là 8 nhân mạnh 4 nhân yếu. Thì 4 nhân mạnh này sẽ giúp cho anh em làm việc này, sử dụng tác vụ này, chơi game này, còn những 8 nhân yếu kia ấy sẽ sử dụng để cho lướt web này, hay là đánh văn bản này, vân vân, khiến cho cái laptop chúng ta sử dụng ít điện hơn khi mà dùng những tác vụ đấy. Đó, những cái tác vụ đấy sẽ được sử dụng bởi những cái nhân yếu hơn, tốn yêu tiêu ít điện hơn và làm cho thời lượng pin dài hơn rất là nhiều. Ví dụ như năm trước đúng không, thì thời lượng pin ở phiên bản 2021 ấy thì là 19,5 tiếng, thì với phiên bản 22 này lên tới là 23,5 tiếng luôn, gần như một ngày luôn anh em nhá. Tức là tại vì mình đã có cái laptop này, mình đã trải nghiệm rồi, mình cứ cắm này, mình cứ để đấy trong vài ngày, mấy ngày liên tiếp mình cứ thỉnh thoảng mình bật lên xong mình đánh văn bản, mình lướt để kiểu ví dụ như là lọc thông số này, đánh văn bản này, làm kịch bản này, và mình cứ để thế 4-5 ngày liền không vấn đề gì cả. Thế khiến cho mình cảm thấy rằng chiếc laptop này rất là phù hợp với những anh em nào làm văn phòng đấy, mà đặc biệt là những anh em nào kiểu đem đi đem lại ấy, mà không kiểu cá là lo lắng, không muốn lo lắng về cái vấn đề sạc pin, đặc biệt là khi mà có cổng Thunderbolt này, tức là anh em cắm bất kỳ cổng Type-C nào, bất kỳ cái sạc Type-C nào cũng có thể sạc được chiếc laptop này. Đồng nghĩa với việc mà sử dụng CPU i12 thế 12 đúng không, thì chiếc LG Gram này sẽ được sở hữu cặp màn hình onboard Xe, tức là một cái cặp màn hình cũng khá là mới của Intel. Đấy, thì sử dụng cùng với cả RAM DDR5 nữa, 16GB RAM DDR5 5200mAh, khá là cao đấy. Nhưng mà 16GB nghe có vẻ to, nghe có vẻ nhiều, nhưng chiếc laptop LG Gram này lại không thể nào mà nâng cấp được, bởi vì RAM nó được hàn gắn trên cái bo mạch rồi, và chúng ta gần như không thể nào mà nâng cấp được chiếc laptop này nhá. Đấy, và cái laptop này ấy, coi như là có thể gọi là full option đây, phiên bản lên full option đây. Nhưng mà những cái phiên bản rẻ hơn như là 8GB RAM thì các bạn cũng nên lưu ý, bởi vì việc lắp RAM là không thể suy nghĩ được, nên là hãy lựa chọn cho mình một phiên bản cao cấp nhất, ngon nhất, xịn nhất để sau này còn dùng lâu dài anh em nhá. Và tất nhiên rồi, với việc sở hữu một chiếc laptop như này thì chúng ta sẽ suy nghĩ tới việc ok, i7 đúng không, thì chắc chắn là tôi phải làm việc được rồi. Tất nhiên rồi, bất kỳ chiếc laptop nào cũng có thể làm việc được, nhưng mà thực lòng thì chiếc laptop này sẽ có một vài điểm yếu khi mà làm việc em nhé. Khi ví dụ chẳng như là mình làm chơi game này, Blender, thì tất nhiên là anh em có thể thấy kết quả của LG Gram đây đấy, số lượng kết quả của nó nhìn chung cũng rất là hay ho đó. Thì LG các thứ kiểu có thể chơi ổn áp những tựa game online, ví dụ như là lên điện thoại ở mức setting kiểu thấp hoặc là trung bình ấy, ở mức một mức FPS ổn áp phải không, nhưng mà
cái sự cái tản nhiệt ấy lại phải gánh còng lưng cho chiếc laptop này khi mà luôn luôn ở ngưỡng 90 độ C. Đấy, luôn luôn chạm ở mức 90 độ C nhá. Đấy là chơi game. Còn khi mà benchmark ấy thì LG Gram, ôi dồi ôi, phân phối hiệu năng rất là khó khi mà toàn bộ này, toàn bộ mức xung đã giảm xuống 1 GHz và để đảm bảo nhiệt độ CPU chỉ rơi vào khoảng tầm 60-70 độ. Đó, và khi đó thì khu vực bàn phím và touchpad cũng khá là mát khi mà sử dụng. Đấy, thế nên là mình có thể nói rằng là nhá, chiếc laptop này ok, i7 12 nhân nhưng mà làm việc thì cũng không hợp lý một chút nào cả. Tại vì đấy, mình đã nói rồi, giảm xuống 1 GHz thì công việc của anh em sẽ bị kéo dài rất là nhiều và khiến cho chiếc laptop của chúng ta cộng với cả công việc của chúng ta bị thực hiện rất là lâu hơn anh em nhá. Đấy, nên là mình khuyên rằng nếu mà có chơi game thì cũng chỉ chơi game nhẹ thôi, còn làm việc thì thôi, cố gắng không nên làm. Còn lúc nào cần thì cần dùng thôi, còn không đừng nghe nhá. Thì nói chung, tóm lại thì chiếc laptop LG Gram phiên bản 2022 này là một chiếc laptop rất là phù hợp với những ai mà đem đi lại thường xuyên. Một người cần một chiếc laptop nhẹ nhàng, êm dịu mà vẫn cần một chiếc màn hình đẹp này, sáng sủa này, đẹp gọi là độ phủ màu cao này, màn hình kích cỡ to này, vân vân và vân vân. Cộng với cả một trải nghiệm bấm phím rất là ổn áp, touchpad cực kỳ là mượt mà, đồng thời với cả một chiếc laptop nói chung là chất lượng build chung chung rất là ổn áp luôn. Thế thì chiếc laptop này dành cho ai? Dành cho những người có một chút tiền. Tất nhiên rồi, laptop này cũng không phải là một chiếc laptop khá là rẻ đâu, tại vì nó đang được mệnh danh là một chiếc laptop nhẹ nhất thế giới thì chắc chắn nó sẽ không có mức giá rẻ đâu anh em ạ. Phải có một chút tiền này, phải có một cái nhu cầu chuẩn này, rất là hợp với những người gọi là đánh văn bản làm việc này, đem đi đem lại lung tung này, và nhiều khi là cả học sinh sinh viên nữa. Nếu mà những ai mà họ chỉ làm trong những ngành kiểu kế toán các thứ kiểu ấy thì chiếc laptop này cực kỳ là hợp lý luôn. Nếu mà anh em cảm thấy cái video này đem lại nhiều thông tin cho anh em thì hãy bấm like và subscribe nhá. Mình sẽ để đường link mô tả là cái chiếc laptop này anh em nhá, và để cả phiên bản 14 cộng với cả 17 nữa, tại vì cái chiếc laptop này còn phiên bản 14 nữa cơ. Phiên bản đấy đúng là LG kilogram luôn, là chỉ có 1 kg thôi, thì phiên bản này hợp lý hơn với những ai mà kiểu cần một chiếc laptop mỏng nhẹ mà lại còn nhỏ đến vô cùng ấy thì lại hợp lý hơn rất là nhiều. Còn không thì anh có thể mua phiên bản 16 này hoặc phiên bản 17 nếu mà anh em muốn có một chiếc laptop to hơn nữa cơ, nhưng mà cái đấy thì sẽ khoảng tầm 1.3 kg. Rồi, nói chung là cảm ơn anh em đã xem video này và gặp anh em tại buổi được khách nhá. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.